Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay My Bitcoin sẽ gửi tới mọi người dự án Gear Finance Network nhận token EFN nha các bạn. Thì đây cũng là một con token trong trend DeFi, một con token DeFi. Và hiện tại thì con này nó chuẩn bị list sàn trên sàn Balanci nha các bạn. Thì mình cũng đã check qua thông tin của sàn Balanci thì nó cũng có thông báo về việc list con EFN này, con token Gear Finance này, network này nha các bạn. Thì con token này sẽ list vào lên sàn Balanci này vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Thì nó sẽ list vào cặp trade là EFN trên ETH. Thì đây là trang chủ của dự án, thì mình cũng có check sơ qua thì nó cũng có cái chương trình airdrop này. Thì các bạn yên tâm mà làm cái dự án này nhé. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở con bot ra giúp mình nhé. Trên con bot thì các bạn ấn vào nút start để chat với bot. Sau đó thì các bạn ấn vào continue. Tiếp theo đó thì các bạn cộng hai số này lại và điền lại kết quả dưới đây. Sau đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì chúng ta các bạn kéo xuống đây. Ở phần Airdrop Roulette này thì các bạn tiến hành làm cái nhiệm vụ này. Cái nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn tiến hành ấn vào join vào kênh Telegram group. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn tiếp tục join vào kênh channel nhé. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo là follow Twitter, các bạn ấn vào Twitter. Trên Twitter của Gear Finance Network này thì các bạn tiến hành theo dõi. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở phần bài viết đã ghi này các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn vào nút chia sẻ, các bạn chia sẻ làm một cách trực tiếp nhé. Các bạn ấn vào tweet lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn kéo xuống đây. Các bạn ấn vào nút don giúp mình. Sau đó thì nó hỏi chúng ta là đã join vào kênh channel chưa, thì các bạn tiến hành ấn don nhé. Các bạn ấn vào nút don tiếp. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là follow Twitter, điền lại username Twitter. Đợi mình tí nhé, mình check qua cái nhiệm vụ này coi thử sao. Thì ở nhiệm vụ này mình đã hướng dẫn các bạn xem rồi. Thì ở phần này nó yêu cầu chúng ta là then enter Twitter username, thì chúng ta điền lại username Twitter. Username Twitter thì các bạn quay trở lại Twitter, các bạn ấn về từng nhà. Các bạn chọn avatar. Các bạn copy username ở dưới phần tên của các bạn lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái username Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo thì nó hỏi chúng ta đã join vào kênh liên kết với dự án chưa. Thì các bạn bạn nào chưa join thì các bạn ấn vào our avatar channel này nhé. Các bạn ấn vào cái dòng này nè. Thì các bạn join vào kênh liên kết với dự án nhé. Thì kênh iRub liên kết với dự án hôm nay là kênh iRub 6. Thì nguồn iRub 6 cũng là một nguồn iRub uy tín nha các bạn. Thì sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot, các bạn ấn nút don. Sau đó thì yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ quý ERC20. Địa chỉ quý thì các bạn dùng quý Trust Wallet hoặc là MetaMask hoặc là Mirror Wallet. Các bạn copy địa chỉ quý ETH và gửi cho bot nhé. Các bạn dán địa chỉ quý ETH của các bạn vào đây và gửi cho bot. Sau đó thì nó sẽ hiện ra thông tin như thế này. Và các bạn sẽ thấy luôn trong phần balance của các bạn là đang có là 0.4 EFN. Thì ở dự án này thì các bạn sau khi hoàn thành các nhiệm vụ xong thì các bạn sẽ nhận được là 0.4 token EFN, tương đương là khoảng 4 USD sao các bạn. Đúng rồi, còn 4 đôi sao. Thì dự án này nguồn cung của nó rất thấp, chỉ 70.000 token thôi nha các bạn. Thì và ở phần ở dưới đây thì là phần referral, phần link red của các bạn. Các bạn copy cái link red này đi tìm thêm bạn bè để nhận thêm token nhé. Mỗi lượt refer thì các bạn sẽ nhận được thêm là 0.05 token EFN. Thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 0.4 token EFN. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.